Người bên Hải xin trân trọng kính chào quý bạn và các vị gần xa. Thưa quý vị và các bạn, thưa quý bạn và các vị, thì hôm nay người bên Hải là vẫn trong cái tâm trạng buồn buồn, lại được đế thêm nghe xung quanh này này, cái tiếng ve đầu của mùa hè này này, nó càng thêm là cái nỗi buồn nó tái tê lắm, rất là tái tê. Khi mà nghĩ đến những cái tấn trò đời xung quanh sự việc để chơ. Trong tấn trò đời này, hôm nay là người già trong bản muốn nói đến kẻ khốn khổ thứ ba. Đó là ông chủ tịch huyện ngây thơ. Cả một cái cuộc đời công tác, nghe giọng nói thì cũng trẻ thôi, mình cũng biết nghe một tí. Trong cái thuật tướng số con người à, có hình tướng, sắc tướng, thanh tướng, âm tướng nữa. Thì chắc là mình cũng nghe đoán tầm tuổi trên dưới 40 thôi. Đấy. Sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Là một vị chủ tịch huyện đứng đầu cả một cái đơn vị hành chính cấp huyện, cũng là một quan to rồi, nhưng mà lại rất ngây thơ. Nó ngây thơ quá thì nó thành khốn khổ. Bây giờ nói đến chức năng, vai trò, nhiệm vụ của chủ tịch huyện thì nó là cái vĩ mô lắm á. Mình không biết thế nào mà bàn đâu. Đại lại là nó phải quản lý điều hành, quản lý nhà nước, quản lý tổ chức điều hành sự hoạt động của các phòng ban, rồi hệ thống chính quyền từ cấp huyện trở xuống đến các cấp xã, phải điều hành, phải nhịp nhàng. Đấy, rồi nắm bắt, rồi là thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương, rồi các vấn đề chính trị nhạy cảm của một cái địa phương là vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, rồi vấn đề dân tộc, tôn giáo. Đấy, vân vân và xóa đói giảm nghèo, vân vân và vân vân, những cái này thì nó phải chiếm hết cái thời gian làm việc của chủ tịch huyện rồi, lấy đâu ra thời gian mà kết giao, lấy đâu ra thời gian mà bạn bè ấy. Thế nhưng mà chủ tịch huyện này vẫn có kết giao với bạn bè, nhưng vì ngây thơ quá, cái vị trí vai trò như thế là nó lớn lắm vơ chủ tịch vơ. Hàng cái hệ thống cán bộ ở trong tay mình hàng mấy ngàn con người, lại còn hàng bao nhiêu là cái ngàn dân cư. Đấy, tất cả thì ở một cái địa phương như thế phải trông mong vào cái sự sáng suốt, sự quyết đoán mạnh mẽ của chủ tịch huyện thì mới mong cái đời sống của bà con của địa phương nó khá giả, nó đi lên, đúng không? Cũng thông cảm cho nó làm chủ tịch thì gặp được những cái người bảo là đi từ thiện giúp đỡ bà con mở đường mở xá, là người ta cũng có thiện chí lắm á. Hay cái kiểu như là chết đuối vớ được cọc, và chết đuối vớ được cọc thì cũng không phải, với nhà nước có nhiều chương trình, nhiều chính sách đầu tư lắm, cái chương trình 135 giai đoạn nào nó cũng có hết, chẳng qua là cái việc triển khai rồi là cái nguồn kinh phí nó thế nào thôi, cái việc đấy thì mình không biết, nhưng mà đảng và nhà nước phải có rồi. Nói cái này thì lại phải nghĩ đến cái khác. Tôi thì là có cái nhà tài trợ nó đến thì trước hết là nó đến, nó đặt vấn đề giúp đỡ như thế. Đời người ta có cái câu không ai cho không ai cái gì bao giờ à. Nó đến nó mở ra cái con đường nhân ái. Thì bây giờ là cộng đồng mạng nhìn thấy ơi, con đường nhân ái hơn được một cây, được hơn một cây số, chưa triển khai giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì nó đã hỏng mất. Đường nó là nham nhở lỗ chỗ rồi, mùa mưa đến là nó xối cho một phát là đi tung ngay. Đấy, thế nhưng mà là việc triển khai con đường nhân ái này là hơn một năm trời nay rồi vớ. Lại xây được cái cầu cái kia thì nói chung là cũng được, cũng ghi nhận được rồi, làm rồi. Nhưng mà vấn đề là cái nguồn kinh phí này của cái nhà tài trợ này, nhà tài phiệt, không phải vớ nhỉ, gọi là nhà tài phiệt. Đúng rồi, với hôm nay phải đổi thành nhà đại nhân ái, đại tài phiệt cơ. Tài phiệt thì nó mới lũng đoạn được vào cái hoạt động của tổ chức chính quyền chứ.
Không biết là ông chủ tịch có quyền lợi gì không, hay là chỉ hy sinh hết mình vì việc nước, lo cho bà con, lo cho địa phương, lo cho huyện thôi, thế cũng là cái việc tốt. Đấy, thế nhưng mà nội dung cái cuộc nói chuyện như thế thì thấy là cái nhà từ thiện tài phiệt đầy lòng vị tha nhân ái này nó ngồi ở chiếu trên rồi, nó bảo à anh nhà em à chúng à, thế thì lúc nãy là gọi là sóng nó bị ngắt thì làm thế nào thì bây giờ gọi lại mới thông, nội dung thế nào em nói đi. Đấy, nó ngồi ở chiếu trên nó ra lệnh cho một cái vị chủ tịch, một cái vị quan đứng đầu địa phương như thế, trong khi đó nó là một cái công dân là đi làm từ thiện thôi. Thế vậy thì chứng tỏ là cái mối quan hệ này là giờ mật thiết lắm rồi. Đấy, cũng dễ hiểu làm sao mà nó thao túng được. Đấy là cái thứ nhất. Thì mình cũng không biết là chủ tịch có quyền lợi gì không, nhưng mà cái vấn đề này là thấy vấn đề nó cũng trầm trọng rồi. Đấy, thôi quay trở lại cái kinh tế xã hội một tí đi nhỉ, hay là cái sự phát triển cơ sở vật chất hạ tầng địa phương ấy. Ồ, trạm tấu có khi còn thuộc cái dạng là ở 30A với đầu tư chiều sâu về cơ sở hạ tầng ấy. Cũng nên đấy. Thế thì theo như mình được biết, được quan sát, được nhìn thấy đó, thế thì cũng là những cái con đường huy động nguồn vốn từ nhà nước, của nhà nước này, vốn từ các mạnh thường quân này, nó cũng cái xã Hà Nhì này nhìn sang bên cái làng Tà Chơ đi, cũng có mạnh thường quân, cũng có vốn người ta góp vào, dân cũng góp công góp của vào, công khai tài chính làm hết con cái cây cầu nhà Tà Chơ treo leo qua núi ấy, nhìn nó hoành tráng lắm. Đấy, thế chủ tịch thì sao lại không biết cái chuyện đấy mà chủ tịch lại, thế cái con đường nhân ái bên đề chơ này thì hơn cả năm trời nó mới có 1 km thôi, bây giờ nham nhở ra đấy chủ tịch có biết không à? Biết chứ nhỉ, thế chứng tỏ là phải có cái gì đấy để mà so sánh giữa hai cái đơn vị, hai cái thôn bản mà nhìn một bên thì hoành tráng đẹp như thiên đường, một bên thì nham nham nhở nhở, thế mà lại có được dư luận xôn xao trên mạng xã hội, huy động được mọi nguồn tài chính vội vốn nào 700-800 triệu rồi, hàng mấy tỷ đồng ở đâu đến mình không biết được, cái chuyện này không cụ thể. Thì cái số tiền lớn như thế thì khi người ta công khai tài chính mình tính tính sơ sơ ra là cái một cây số cũng ít tiền thôi. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Chủ tịch nhìn xem sang bên Tà Chơ xem này, cái đường nó hoành tráng lắm, mình nhìn mình biết mà. À, bây giờ đã nói nhiều thì có nhiều á. Cái ngây thơ đấy là cái ngây thơ không quản lý được toàn diện, cái ngây thơ tin con người quá để cho người ta thao túng mình. Đấy, ve rừng nó bắt đầu kêu rồi. Thế trong khi kết bạn kết giao như thế, thân thiết như thế thì chủ tịch có biết rằng đây là một cái Việt kiều là hình như ngày xưa đã từng làm thư ký cho cái đảng Đại Việt hành động của cái ông Nam Sơn Nguyễn Tuấn Chí ở bên Mỹ không à? Nó còn làm báo Việt Weekly chuyên chống cộng lung tung hết cả. Đấy. Thế rồi sau này là đi về Việt Nam sinh sống ở bờ hồ Hoàn Kiếm ấy, được bao nhiêu ngày tháng là làm cái nghề vẽ tranh, vẽ chân dung, vẽ truyền thần linh tinh hết cả, một bức tranh 50.000, 100.000 này thế này thì nó chỉ đủ sống qua ngày thôi. Vậy thì cũng mình cũng phải có tư duy chứ, xem con người này nó lớn tuổi rồi, bằng này tuổi hiện tại làm sao đến cái giờ này nó vẫn phải đi làm cái nghề đấy nó kiếm sống, hay là vấn đề là nó về Việt Nam làm gì, nó hợp thức hóa cái việc kiếm sống của mình thôi. Đấy, cháu 7 năm trời đấy. Về lại còn thêm một câu hỏi nữa là khi nào cái anh này nó đi làm từ thiện à? Đấy, bây giờ cộng đồng mạng ai cũng biết đó, từ khi mà bắt tay với
cái thằng giặc Hoàng Duy Hùng chuyên xuyên tạc lịch sử, đánh phá vào nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy đó. Đấy, xong là thổi được cái kênh Việt Nam Văn Hóa TV cái gì đấy, mình không biết lắm đâu. Nó có danh có tiếng một tí lên rồi thì bắt đầu là đi làm từ thiện. Đó, cái tiền kiếm trên YouTube này nó không đủ ăn đâu nè, làm sao mà đủ tiền làm từ thiện. Thế mà cái con người nó không có công danh, không có sự nghiệp thì mình phải đặt ra một cái vấn đề là nó lấy cái gì làm uy tín để huy động mạnh thường quân. Cái số người người ta tốt bụng bỏ ra thì ít, cái số tiền mình phải đặt cái dấu hỏi mà là nó lấy cái gì để huy động được nhiều tiền nhiều vốn thế là nhiều. Ít ra mình cũng phải nghĩ thế đấy, cũng đặt cái dấu hỏi về con người, cái giao thân thiết anh em nó ngồi chiếu trên của mình là một vị quan đang đứng đầu của huyện rồi, để cái thằng cù bơ cù bớt đi lang thang nó ngồi chiếu trên nó ra lệnh cho mình làm việc. Khó lắm chủ tịch ơi, ngây thơ quá nó nên dẫn đến cái nông nỗi này. Bây giờ á nó mới lại đưa cái gì à, à thôi trước khi nói thì mình lại nhớ đến cái chuyện cái câu, cái người đời người ta hay nói thế này đó, sinh ra thì ai cũng là dân, rồi phấn đấu dần dần thì sẽ được làm quan. Số được làm quan thì ít thôi. Đấy. Hết quan rồi lại hoàn dân, đúng là hết quan rồi lại hoàn dân, già rồi cứ sống dần dần rồi lại vào quan, và quan lần này là vào áo quan nữa. Cuộc đời như thế là trọn vẹn đấy, được có công danh sự nghiệp ấy. Nhưng mà làm quan kiểu này á, bị một cái thằng Việt kiều nó giả vờ đi làm, nó đi làm từ thiện, nó thao túng cho cả cái công việc cái hệ thống chính quyền mình thế này rồi, thì đúng là cái câu này phải đọc lại từ đầu thế nào á, sinh ra thì ai cũng là dân, phấn đấu dần dần thì sẽ thành quan, chưa hết quan rồi vớ vẩn hoàn dân, trước khi hoàn dân thì lại có khi là vào cái gì không biết á, rồi sống từ từ rồi lại vào quan, là những cái ngày tháng phạm sai lầm này nó day dứt nó đau khổ lắm, rồi trước những cái ngày vào quan là khổ lắm, biết bao giờ cái tuổi già nó mới đến đấy, vấn đề là nó ở cái chỗ đấy. Cũng thông cảm cho chủ tịch thôi, vào cái thời buổi 4.0 này lo cho dân cho nước nhiều quá đi, không tiếp cận nổi công nghệ thông tin hiện đại, sử dụng cái điện thoại thông minh chưa tiếp cận được, gọi điện cho người ta. Cái việc này làm tao nhớ đến cái việc hàng ngày mình tao đi chăn con trâu con bò ấy đó. Cái con trâu à, ban ngày nó ăn cỏ, tối nó nhai lại, tối nó về nó ợ lên nó nhai lại, nhưng con trâu nhai ợ lên nhai lại là nó khát nuốt cỏ nó xuống, nó béo thôi. Nhưng mà cái công nghệ hiện đại bây giờ á, cái điện thoại 4.0 này nó thông minh à chủ tịch ơi. Cái điện thoại này á, nó nuốt được cái lời nói của mày rồi. Ông chủ tịch ơi, nó nuốt được cái lời nói của mày, giờ không phải nó ra nhai rồi nó nuốt lại đâu, mà cái điện thoại thông minh này nó mới nôn ra trên cái không gian internet này này, rồi hàng trăm cái điện thoại khác nó nuốt lại cái lời của mày qua cái điện thoại thông minh kia. Thằng nào nó cũng thông minh vớ đấy, cho nên là bây giờ là gì, cái sự nghiệp chính trị của mình đang lên như diều gặp gió, đang làm quan đứng đầu một huyện còn có thể có cơ hội lên cao ấy, thế nhưng mà bây giờ bị một cái thằng là gì ạ, đại thiện nhân, à đại tài phiệt, đầy tấm lòng nhân ái, nó nhân ái đến mức nó không coi chủ tịch huyện ra một cái gì cả, nó đem cái băng cái lời của mày, nó nuốt được cái lời của mày vào điện thoại rồi, bây giờ nó nôn ra trên cộng đồng mạng xã hội này, nó để làm bằng chứng để đi đe dọa người khác, đi vu khống người khác, tố cáo người khác, thì đồng thời
nó cũng là cái thằng tố cáo lại, chính nó là cái thằng tố cáo, nó cả ông chủ tịch lẫn nó. Đấy, tố cáo được một cái việc là nó chỉ là một cái thằng gọi là đi xin tiền về làm từ thiện thôi, mượn hoa kính Phật thôi, nhưng mà quyền lực cao hơn cả quyền lực nhà nước ở địa phương này à, nó thao túng hết được cả cái chính quyền cơ sở này, nó từ cấp huyện trở xuống này, nó một cuộc gọi điện thoại lập tức tất cả từ huyện đến xã vào cuộc đi xác minh cái gì không biết, là đi vu oan cho một cái thằng bé, rồi là làm một cái việc phạm pháp nữa là tung thông tin cá nhân của nó lên mạng, vừa vu oan giá họa xúc sứt mẻ danh dự nhân phẩm, vừa làm cái việc phạm pháp đấy. Thế cái quy trình làm việc khi có sự việc mà đạt đến nguyện vọng đến cơ quan chức năng để xác minh hiện tượng này, nó không phải như bằng một cuộc điện thoại đâu ơi, chủ tịch có chết rồi. Mình coi tướng là cũng hay lắm, có âm tướng, thanh tướng, sắc tướng, mình không nhìn thấy mặt ông chủ tịch, mình không biết sắc tướng, hình tướng đâu, nhưng mà bây giờ thanh tướng, âm tướng là cái sự nghiệp chính trị là đi đời nhà ma rồi đó. Thế làm thế nào mà bây giờ là phải có cái biện pháp nào mà giải quyết được. Mình phải đi tắt đón đầu đi, không ngồi vào cái chỗ nào mà người ta cho mình vào, cứ à, mặc cái áo số hay là áo kẻ rồi đến giờ gọi đi ăn cơm, dần mòn giờ lại về đến nhà lại lần trở thành dân lần thứ hai, người ta bảo là hoàn lương, rồi sống dần dần rồi mới lại vào quan, áo quan lần cuối là đi chào đời về thế giới bên kia. Cái này lâu dài lắm, khó lắm đó. Nhưng mà chắc là cũng không đến nỗi là áo số đâu. Bầu cử Hội đồng Nhân dân sắp tới rồi à? Đấy. Cái nhà từ thiện nó cần cái gì phải đi vu oan cho người ta? Bây giờ mình cứ hiểu đơn giản thôi, cái nguồn gốc của nó như thế. Rồi nó còn có hơn 300 cái bức vẽ, nó vẽ xuyên tạc, vẽ biếm họa về cái Chủ tịch Hồ Chí Minh nữa. Chủ tịch ơi, không điều tra rõ ràng lý lịch con người rồi đi kết giao với nó, bây giờ nó hại cho. Nó có hại cá nhân chủ tịch với cá nhân cái thằng lãnh đạo công an xã kia đâu. Cái mục tiêu của nó à? Nó vốn dĩ là cái thằng ngày xưa nó chống cộng nè, chủ tịch là chủ tịch đứng đầu chính quyền của một địa phương rồi. Thế về mặt công tác đảng thì chủ tịch là nhà cái nhân vật thứ hai chứ, phó bí thư thường trực huyện ủy chứ. Ai mà lại không thấm nhuần cái nền tảng tư tưởng của đảng à, phải bảo vệ đảng như bảo vệ con người của mắt mình đó, bác Hồ đã dạy như thế đó. Đấy, luôn luôn phải đề phòng đấu tranh chống lại những cái mọi thế lực thù địch phá hoại vào nền tảng tư tưởng của đảng. Thế bây giờ nó không làm việc như thế thì bây giờ mình mất cảnh giác rồi. Lại để nó về làm dùng cái bài tài chính kinh tế từ thiện này về nó là nó đánh vào làm mất cảnh giác, là nó đạt được cái mục đích đó. Theo mình nghĩ là nó đạt được cái mục đích là gì, gây rối cái hệ thống chính trị ở cái địa phương này, cái huyện cái tỉnh này lên trước kỳ bầu cử ấy. Thế thì sinh mạng chính trị của một người, hai người thì đi đứt rồi, còn một đống người liên đới nữa. Thế cái hậu quả này là tai hại khôn lường rồi, chủ tịch ơi. Ngây thơ quá. Hay là người ta nói là cái gì hơi ngu một tí. Đấy. Thôi, bây giờ là nói nhiều thì cũng có nhiều. Nhưng mà tối mất rồi, không nói được thêm nữa, tí nữa là mắt mờ không về được nhà nữa, là gọi con cái, gọi con cháu nó ra đón, nó lại chửi cho, nó bảo già rồi còn mãi chơi ham vui. Đấy. Cứ nghe cộng đồng mạng xui dại, ngu lên rồi đi ra cái bờ ao bờ hồ này nói làm nhà làm nhảm. Nó về nó mới không cho ăn nữa, thế coi như cái sự nghiệp chính trị của mình trong gia đình cũng đứt. Thôi, xin chào. Xin chào kẻ khốn khổ thứ ba trong tấn trò đời. Xin trân trọng kính chào quý vị và khán giả. Hẹn các bạn trong clip lần sau. Xuất hơn.
kẻ khốn khổ thứ tư trong tấn trò đời.